của Bộ Công an và lực lượng Công an thành phố phá vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người nước ngoài thực hiện xảy ra tại thành phố Cần Thơ, bắt giữ 13 đối tượng. Trong số này có 12 đối tượng là người Đài Loan và một người Trung Quốc. Cầm đầu băng nhóm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo là Chen Weiquan, sinh năm 1972, quốc tịch Đài Loan, một đối tượng có tiền án tại quê nhà, cũng với tội danh lừa đảo. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng như ổ đĩa cứng với đầy đủ dữ liệu liên quan đến hoạt động phạm tội, cùng các thiết bị như máy bộ đàm, laptop, máy đọc thẻ, ATM. Đây là cái loại tội phạm mới mà Cần Thơ chúng ta mới phát hiện, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo quốc tế. Đây là nhóm tội phạm quốc tế. Do vậy mà cái kinh nghiệm phá án của chúng ta thật sự thì chúng ta chưa có. Chính từ chỗ đó mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn, không biết là liệu cái phá án đợt này nó có đạt được yêu cầu đề ra hay không.